Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chương trình mà cuộc điện thoại đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào thính giả của điện từ Hải Phòng ạ. Vâng, em xin nghe ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Vì em bị khiếm thị từ lúc còn nhỏ nhé. Vâng. Trước đây, cách đây thì 2003-2002 thời gian đấy thì có rất nhiều người muốn làm quen để xây dựng gia đình. Nhưng em lúc đấy em cũng nghĩ là cần phải tìm hiểu với những người có cùng hoàn cảnh khó khăn thì nó mới hiểu được cho mình. Thì em chờ mãi mà không thấy có những người như thế, mà bây giờ thời gian thì qua rồi em mới lại thấy hơi tiếc. Em muốn hỏi lên chương trình xem, tư vấn cho em xem cần phải làm như thế nào ạ. Vâng, khi mà có những người người ta có tình cảm với mình thì mình lại chưa muốn, đúng không ạ? Và bây giờ qua cái thời gian đó đi thì mình lại cảm thấy nuối tiếc. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em là 42 ạ. À, 42 tuổi. Vâng. Vâng. Lại khiếm thị nữa đúng không ạ? Vâng. Vâng, xin rất là chia sẻ với hoàn cảnh của anh. Và cái nhu cầu muốn tìm bạn của anh cũng rất là chính đáng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng Cửa sổ tình yêu cũng sẽ là một cái kênh kết nối rất tốt để anh có thể kết bạn được với nhiều bạn bè trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Và sau đây thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện với anh nhé. Xin mời anh Đoàn ạ. Vâng. Rồi, xin chào em. Vâng, em chào anh ạ. Nên mình năm nay là 42, thế cuộc sống của mình như thế nào? Mình làm gì để sống? Mình có đi lại được hay là hoàn toàn phụ thuộc? Đại khái là về sức khỏe chẳng hạn, các thứ khá không? Em vẫn đi lại được, em vẫn làm các thứ... phát cổ các thứ, làm nương có gì mình, ví dụ cây to thì làm thì vẫn làm được, nhưng lúc cây trồng cây giống ấy, cây còn nhỏ thì phát thì sợ phát ngâm thôi, chứ còn làm em cũng rồi tôi làm các thứ lung tung giống cũng được. À, ban nãy thấy nói là em ở Hải Phòng đúng không? Hải Phòng có nương rẫy hả? Phát nương rẫy? Dạ, em không phải, em đi làm ở đấy thôi, chính quê em ở Quảng Ninh. À, quê Quảng Ninh xong mình xuống Hải Phòng. Mình có đi tham gia, ví dụ rất là nhiều những bạn khiếm thị, bạn đi làm những cái việc như là massage tẩm quất, xoa bóp bấm huyệt, rồi chữa bệnh trị liệu, vật lý trị liệu, rồi và một số cái công việc phù hợp khác. Em có đi ra thành phố làm cái đó không hay là cứ ở nhà nương rẫy thôi? Ở nhà thôi, bởi vì có bố mẹ cũng già. Một mình ở với em thôi thì em muốn... rồi ở nhà để chăm sóc giúp đỡ cho bố mẹ được. Trời ơi, đấy. Cái phần đấy em tuyệt vời. Thế kinh tế khá không, có khó khăn lắm không? Cũng bình thường. Em có hay đi đây đi đó không, có tiếp xúc giao lưu, có tham gia hội nhóm nhóm gì không? Không, em chẳng quen gì. Em thời gian này em mới thấy chán, em mới nhớ đến chuyện của trước đây thì rồi. Em mới cảm thấy rất nhiều người rồi. Rất là quan tâm và thương đến em, nhưng em đã bị bỏ lỡ mất thì em bây giờ em hối tiếc thì em mới đi bán tam lung tung thời gian. Rồi, thế này để phải xác định thế này, đúng là cơ hội của mỗi một con người nó có những cái giai đoạn khác nhau. Cũng như em hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà trước đây lúc em đang là chàng trai 25, trông cao to, mặt mũi sáng sủa, xong rồi ăn nói này cũng được, trông người này khỏe mạnh vạm vỡ, thì có thể nhiều người thích. Bây giờ mình cũng nhớ là mình người đàn ông 42 rồi, chứ không còn cái độ hấp dẫn nó không còn nhiều nữa, đúng không? Thế thì cơ hội nó sẽ không còn nhiều. Thế còn cái quan niệm về em cho rằng cái người cứ khiếm thị hay là cái người có khiếm khuyết thì cứ phải tìm người cùng hoàn cảnh để thông cảm với nhau thì không hoàn toàn chính xác. Rất nhiều người, đặc biệt là đàn ông khiếm thị, người ta vẫn xây dựng gia đình với những người phụ nữ mắt sáng. Để làm gì ạ? Bên này khó khăn thì có bên kia nương đỡ, chứ hai anh cùng khó khăn này níu vào nhau thì chẳng khác gì cái thang mà lại dựa vào một cái cây lại còn mọt nữa, mục nữa, thì thang cũng đổ mà cây cũng gãy. Thế thì quan trọng nhất là mình có sức khỏe này, mình cũng còn minh mẫn này, hoàn cảnh gia đình mình không quá khó khăn này, mình chẳng phải bây giờ đến nỗi ngồi xe lăn xe đẩy để mà ai đó người ta nhìn vào mình, người ta ái ngại, người ta lấy mình về, người ta lại phải hầu mình từ miếng cơm miếng nước. Như trường hợp của em là cái sự tự lập và độc lập cái tương đối khá. Thế thì mình đừng có ngại. Bây giờ ví dụ
có bà cô bà cậu hay là ông chú ông bác hay là hàng xóm láng giềng, người ta có vun vén, người ta có giới thiệu cho một cô nọ một chị kia ấy, mình sẵn lòng mình cảm ơn đi. Vâng, rất là tốt. Thật ra đến cái tuổi này rồi em cũng mong muốn có gia đình thôi, thì cũng nhờ các cô các dì thấy cái người nào người ta hiền lành chất phác, người ta thông cảm với hoàn cảnh của em, người ta cũng sẵn sàng thế nọ thế kia. Thậm chí như trường hợp của em cũng không nhất thiết là phải chọn những người phụ nữ trẻ trung rồi chưa từng kết hôn bao giờ. Ví dụ như một cô gái mà cô ấy 32 tuổi, cô đã dang dở một đời chồng, chẳng qua là cô ấy lấy về ông chồng lại nghiện ngập cờ bạc không sống được, bây giờ người ta ly hôn rồi, tuổi người ta thì cũng còn trẻ nhưng người ta cũng lỡ một lần đò, và cũng có như thế mà người ta thương yêu mình thì cũng cứ cũng ok đẹp ạ nha. Mình không phải vơ bèo vạt tép nhưng mình phải xác định cái thế của mình không phải là cành cao được. Quan trọng nhất là cái người đấy người ta thực lòng, người ta thương mình. Hai nữa là thôi nồi nào vung ấy, người ta có thể người ta khiếm cái nọ, người ta khuyết cái kia. Chẳng hạn một người phụ nữ về hình thức người ta lại cũng không được xinh lắm, cho nên là bây giờ người ta hơi gọi là cứ gọi là ế đi. Mình chưa bao giờ lấy chồng, mà chưa bao giờ có người yêu chỉ vì không xinh. Thôi mình chả cần xinh, cần nhất là người ở bên cạnh mình suốt cuộc đời. Em không phải là chọn những người xinh, bởi vì trước đây em nghĩ bảo là mình có hoàn cảnh như thế này thì mình lấy cùng hoàn người cùng hoàn cảnh thì chắc là nó chung sống với nhau, nó không bao giờ nghĩ lung tung muốn đi người này người nọ. Ôi Thì rồi, em không nghĩ như phải đâu em thế thì ơi. em nghĩ sai. Không phải, em có thấy là nhiều, nó là tính người thôi. Anh biết rất là nhiều các bạn bên hội khiếm thị, các bạn ấy cùng cảnh trong đến với nhau, nhưng mà cũng y như là cuộc sống người bình thường thôi, cũng có ngoại tình, cũng có không chung thủy, thậm chí cũng có những anh cũng bạo lực. Cái chuyện mà em đi bán tăm đi lang thang để mà may ra gặp được một người nào đó thì cái đấy nó cũng không phải là hướng tốt đâu. Thứ nhất, nếu mình thì mình được bà con cô bác, những người thân người quen giới thiệu, những người là vì mình tin tưởng rồi, người ta không bao giờ người ta hại mình cả, người ta chỉ muốn điều tốt cho mình. Thứ hai nữa là được người mà nó cùng ở cùng xã hoặc là khác xã mình cũng được, nhưng mà người ta biết đấy, à nhà cô ấy ở bên thôn Đa Phú xã nọ xã kia, cô ấy cũng 40 rồi, cô cũng chưa lấy chồng bao giờ, hiện nay khỏe mạnh đang đi làm công ty, lương tháng cũng được 7 triệu. Ví dụ như thế, tức là mình hoàn toàn mình biết người thật. Thế còn thì cũng hy vọng rằng là qua cái chương trình này thì có thể là có bạn nữ nào mà ở khu vực nhà em ở Quảng Ninh đúng không, huyện gì? Hoành Bồ nhưng bây giờ chuyển sang thành phố ở Long rồi. À huyện Hoành Bồ, nhưng mà cắt cái chỗ xã nhà em về về thành phố Hạ Long rồi đúng không? Vâng. Ôi thế thì cũng cũng gần cũng tiện. Em đọc số điện thoại của em đi, hy vọng rằng có một bạn nữ nào đó mà ở khu vực thành phố Hạ Long hoặc là Hoành Bồ, nghe thấy một bạn trai đang 42 tuổi mong muốn là đi đến một cái mối quan hệ nghiêm túc đàng hoàng. Em đọc số điện thoại đi. Muốn để làm quen với tất cả mọi người có hoàn cảnh cần phải suy nghĩ để em làm quen xem có ai nghĩ sai lầm như em hay không, hay là trên đời chỉ có em nghĩ sai như thế thôi ạ. Số điện thoại của em là 0345 228 893. Vâng, em rất là Vâng. cảm ơn anh và chương trình giúp đỡ cho em để được làm quen với những người có hoàn cảnh khó khăn cần phải suy nghĩ ạ. Vâng, rất là cảm ơn bạn cũng đã gửi gắm cái tình cảm của mình tới chương trình. Chúng tôi xin đọc lại số điện thoại của bạn 0345 228 893. Đây là số điện thoại của một bạn trai khiếm thị quê ở Hoành Bồ, Quảng Ninh và hiện nay thì đang làm ăn ở Hải Phòng, có nhu cầu muốn kết bạn với tất cả các bạn gái ở trên khắp mọi miền của đất nước. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng qua cửa sổ tình yêu thì các bạn cũng sẽ tìm đến được với nhau và có thể kết bạn được thành những cái mối quan hệ tình bạn rất là tốt đẹp. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn.